Chào chị và các bạn, hôm nay chúng ta sẽ làm video hướng dẫn về cách đăng ký tài khoản Ehubly. Đầu tiên chúng ta vào app.ehubly.com. Với điều kiện ban đầu, nếu chúng ta có account sẵn thì chúng ta sẽ nhập email và mật khẩu. Sau đó chúng ta sẽ vào phần đăng nhập. Trong trường hợp chúng ta chưa có thì chúng ta sẽ được đăng ký tài khoản miễn phí. Ban đầu chúng ta sẽ nhập khai báo các thông tin email, tên hiển thị, mật khẩu, nhập lại mật khẩu và số di động. Ở cái phần này là nhập mã sử dụng. Mã sử dụng nó là một cái mã gồm 8 chữ số, nó được là giới thiệu hoặc là được tặng. Nếu có thì chúng ta sẽ nhập mã sử dụng ở đây. Còn nếu không thì chúng ta sẽ bỏ qua cái bước này và chúng ta tiến hành đăng ký. Sau khi chúng ta đăng ký thành công thì chúng ta sẽ nhảy vào giao diện như thế này. Hiện tại do chúng ta là tài khoản đăng ký miễn phí nên chúng ta chỉ được tạo tài khoản và không thực hiện được bất kỳ cái chức năng nào ở đây. Để thực hiện được các chức năng thì chúng ta sẽ tiến hành mua cái gói sử dụng. Ở đây có 3 gói: gói Startup, Platinum và Enterprise. Gói Startup thì nó sẽ được 1 hub, gói Platinum là 2 hub và gói Enterprise thì nó là không giới hạn. Ta tùy vào mục đích sử dụng thì ta sẽ lựa chọn mua gói nào. Ví dụ hiện tại mình sẽ mua cái gói Platinum. Đây nó sẽ có hình thức sử dụng là chúng ta sẽ trả 6 tháng, 12 tháng hay là 24 tháng. Phần mã ưu đãi này thì tùy vào đợt thì chúng ta sẽ có chính sách. Và nếu có thì chúng ta sẽ nhập mã ưu đãi ở đây để được giảm giá. Còn nếu không thì chúng ta sẽ thanh toán số tiền là 19 triệu. Về phương thức thanh toán thì chúng ta sẽ đang có 4 phương thức thanh toán: chuyển khoản ngân hàng, thẻ nội địa, PayPal hay thẻ quốc tế. Thì chúng ta sẽ nhập vào thông tin. Với chuyển khoản ngân hàng thì ta chuyển khoản vào hai số tài khoản, một trong hai số tài khoản ở đây ở ngân hàng Á Châu ACB, với cú pháp là phải kèm theo cái nội dung là mã đơn hàng. Đây, nhập mã đơn hàng vào nội dung chuyển khoản. Chúng tôi sẽ chuyển gói sử dụng sớm nhất ngay khi nhận thông tin chuyển khoản, hoặc là chuyển qua thẻ nội địa. Thẻ nội địa thì chúng ta sẽ tùy chọn thẻ nào mà chúng ta sẽ chuyển. Đây, ví dụ chúng ta dùng Đông Á. Tiếp tục, bạn dùng PayPal. Đã chờ trong 1 phút. Đây, với PayPal thì chúng ta sẽ điền tất cả các thông tin vào đây và chúng ta sẽ tiếp tục. Cuối cùng là thẻ quốc tế, thanh toán bằng Visa. Thanh toán bằng Visa nó cũng tương tự như thanh toán bằng PayPal. Ok, ngoài ra trong quá trình sử dụng chúng ta có bất kỳ phần thắc mắc thì các bạn có thể liên hệ hai số hotline hỗ trợ hoặc chat. Ở cái phần hỗ trợ trực tuyến ở đây sẽ có nhân viên tư vấn tới các anh chị và các bạn. Trong thời gian chúng ta đợi tài khoản kích hoạt thì chúng ta có thể vào phần quản lý tài khoản và khai báo các thông tin chúng ta cần thiết về thông tin cá nhân, hình đại diện hay là mật khẩu. Xin hẹn gặp anh chị các bạn vào video kế tiếp.